Benjamin kiện cha mình, sau đó bị kiện ngược. Không biết phân tích thì im đi, để cho Phương Game Mobile phân tích cho mọi người nghe. Ok, chào mừng các bạn đến với kênh Phương Game Mobile. Lời nói đầu tiên thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người luôn có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Cái sự việc mà Diễm My kiện cha mình trên mạng xã hội, nếu đúng thì không sao, nếu không đúng, cái sự việc mà nó liên quan với pháp luật và sự việc một người kiện một người trên mạng xã hội khi chúng ta không có bằng chứng, đó là tội vu khống. Do đó tội vu khống thì sẽ bị kiện tội vu khống. Do đó các anh YouTuber không biết gì thì đừng có nói dựa cột mà nghe. Cái trình độ như các anh mà phân tích vì bé Jimmy hả, tôi xin lỗi nha. Bé Jimmy lên trên mạng tố cáo cha mình như thế này như thế kia vì những vấn đề đó liên quan đến cuộc sống gia đình là một cái không tốt đẹp vì trong mạng xã hội này. Do đó Phương Neo Bay không bao giờ nhắc tới tình trạng này. Tuy nhiên hôm nay cũng đã tới thời điểm này rồi thì mình cũng nên phân tích một vài video clip để cho mọi người biết. Thứ nhất là sự việc bé Jimmy lên trên mạng tố cáo cha mình và tố cáo luôn cả chính quyền địa phương cái sự việc cô ta bị bắt cóc. Tuy nhiên cái sự việc bị bắt cóc này không phải là bị bắt cóc mà gia đình yêu cầu đưa cô ta này về nhà. Đó mà là một điểm rất bất hợp lý. Tôi không bênh vực ai cả và tôi luôn luôn thượng tôn cái pháp luật. Cái sự việc mà cha mình đưa mình về vì một lý do nào đó chúng ta lên trên mạng xã hội chúng ta bảo là bắt cóc là không đúng. Còn cái tuổi như bé Jimmy là một cái tuổi rất là bốc đồng, 21, 23 tuổi, thích làm gì thì làm, thích ở đâu thì ở đâu. Tuy nhiên gia đình không đồng ý cái sự việc cô ta này thích ở đâu là ở đâu, đặc biệt là cái sự việc cô này muốn tu ở trong Tỉnh Thất Bồng Lai thì gia đình càng cấm cản. Mà quý vị biết rồi, cái tuổi 21, 23 này thì càng cấm cản, nó càng làm hơn nữa. Thì chúng ta đã từng trải qua giai đoạn này thì chúng ta biết, thích đi ăn da ua, thích ngồi nói chuyện với bạn bè, thích ngồi ở chỗ tối và có những ánh đèn phản quang. Quý vị nhớ là thời điểm của chúng ta vào cái quán da ua mà tớ quý vị nghe là nó phản quang, ví dụ chúng ta mặc áo xanh nó phản màu xanh lên, quý vị nhớ không? Đó, à, thời điểm đó đó là cái tuổi này bất cần bốc đồng cho nên là không nghe lại ai cả. Tuy nhiên cái sự việc mà cô này muốn đi tu gia đình cũng không có đồng ý và đã 5 lần mới được đưa cô ta về. Tuy nhiên cô ta quyết định phải tu, và cái sự việc cô ta tu ở một cái nơi nào đó ở Vũng Tàu. Tuy nhiên thì sau khi 50 người vào Tỉnh Thất Bồng Lai thì em vũ trụ bây giờ để tìm cô ta gây ra cảnh mà máu đổ thì gia đình cũng đã đồng ý cho cô ta tin tu ở Tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên thì quý vị biết là khi đẻ một đứa con ra mà nó muốn đi tu, đó là vấn đề mà không có cha mẹ nào muốn cả. Vì người ta bảo rằng con người ta là phải ở bên cạnh người ta. Do đó gia đình lần lần 5 lần 7 lượt là muốn cô bé này phải về gia đình. Tuy nhiên cô bé này nhất quyết là phải tu mới được, không tu là không được. Do đó cô này chọn Tỉnh Thất Bồng Lai thì vũ trụ là một cái nơi tu. Thì đúng ra là cái kết cục nó đã kết thúc, cái câu chuyện của quý vị mình kết thúc ở đó. Tuy nhiên thì sau một thời gian ở Tỉnh Thất Bồng Lai, gia đình vì nhớ con quá, do đó là có cái sự việc xảy ra là cô bé này có bảo trên video clip mình là gia đình bắt cóc. Tuy nhiên không phải đâu, có nhiều vấn đề bảo rằng là tinh thần cô này không ổn định phải đưa đi điều trị. Có nhiều vấn đề bảo rằng là gia đình muốn đưa cô này về nhà bằng mọi cách và đã có những video clip chứng minh cho đó. Tôi nói sơ qua gì đó thì tôi sẽ làm thêm nhiều video nữa để cho mọi người biết. Tuy nhiên vào cái thời điểm 30 tháng 10 năm 2020, cô này đã đi ra khỏi nhà
Và theo lời cô này nói là cô ta bị giam cầm thế nào đó thì cơ quan chức năng vào cuộc thì chúng ta sẽ biết. Trong giai đoạn này một người mất gia đình, một người mất con. Do đó mình không đành lòng nào mà mình công kích cả hai bên cả. Mình chỉ làm một bản tin và mình sẽ đưa ra những suy nghĩ riêng của bản thân mình để cho mọi người chọn những suy nghĩ đúng là sai trong câu chuyện này. Mình miễn bình luận trong câu chuyện này. Còn ai câu view, câu like mà làm những vấn đề mất đạo đức để cho gia đình người ta ly tán, ly tan, họ sẽ chịu trừng trị của pháp luật hoặc là họ sẽ bị trừng trị của tòa án, lương tâm. Chúng ta làm về YouTube chúng ta phải có tình, có nghĩa, có lý. Chứ không phải là chúng ta làm YouTube để chúng ta có view, có like rồi chúng ta cho gia đình của một người đang yên ngắm như vậy ly tan ra chúng ta mới chịu. Hoặc là chúng ta dùng những lời lẽ công kích để cho một cái chỗ nào đó mà bị người ta tấn công, giống như Thiền Am vào vũ trụ bị tấn công như vậy đó, thì mình không thích vấn đề đó. Tại sao mình phải im lặng suốt thời gian qua? Lý do là mình vẫn muốn theo thâm tâm của mình, mình vẫn muốn là bé Jimmy phải về gia đình là một đứa con có hiếu. Tuy nhiên sau khi cô này học hành thành đạt rồi, cô này trả hiếu cho gia đình hay là cô này đi tu là vấn đề của cô ta. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì mình chỉ mong muốn rằng hai bên phải có được một cái sự bình tĩnh. Quý vị thấy là có cái câu chuyện nào hay là cái bộ phim nào mà con thưa cha và cha thưa con là bộ phim người ta yêu thích không ạ? Mình nghĩ chỉ có những cái người mà không biết suy nghĩ cho người khác mới mong muốn kết quả này thôi. Chứ còn chúng ta là những cái người mà yêu mến về lẽ phải và yêu mến về sự hạnh phúc của gia đình thì chúng ta không bao giờ chúng ta muốn một người con thưa cha vì những lý do này lý do nọ, rồi người cha lại thưa con vì hành vi người ta bảo rằng đó, trên mạng xã hội người ta bảo rằng là con nó bất hiếu quá, con thưa cha giống như vậy. Thì khi cơ quan chức năng vào cuộc thì chúng ta mới kết luận rằng câu chuyện này ai đúng ai sai. Còn trong giai đoạn này nó vẫn là một điều bí mật. Và chúng ta đừng bao giờ dùng những lời lẽ công kích để công kích luôn cả hai bên. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đừng dùng những lời lẽ công kích để công kích cả hai bên. Vì một bên là mất gia đình, một bên là mất con. Chúng ta đi kiếm tiền để làm gì? Chúng ta đi kiếm tiền để lo cho bản thân chúng ta. Chúng ta hy sinh cho chúng ta thì chúng ta không nói. Chúng ta hy sinh cho con cái chúng ta. Chúng ta có vàng muôn bạc dạng với chăng nữa mà chúng ta sống cuộc đời riêng chúng ta thôi thì cuộc đời nó quá vô vị. Do đó chúng ta sẽ lo lắng cho con chúng ta, nhưng con chúng ta nó không hiểu về vấn đề này và tuổi trẻ thì nó hơi bốc đồng đó. Do đó nó tìm một cái lý do nào đó mà nó rời khỏi vòng tay gia đình để đi đến một cái vấn đề nào đó. Tuy nhiên thì thời gian sẽ chứng minh ai là người đúng, ai là người sai. Phương Nam Bay không bao giờ mà ủng hộ những hành vi cha thưa con hoặc là con thương cha. Phương Nam Bay chỉ ủng hộ là hai cha con sẽ chụp chung một bức hình, chụp chung một bức hình và đó là bức hình hạnh phúc theo cảm nhận riêng của mình. Còn ai bảo rằng bé Jimmy có những phước mắc, có những nguồn phiền riêng của bé Jimmy, rồi người có những người có phước mắc rằng bé Jimmy tố cha mẹ mình trên mạng xã hội vậy là hành động bất hiếu, thì đó là những nguồn thông tin tự quý vị cho nó là đúng thôi. Còn theo bản thân mình, cái xã hội nó phải cần có sự hạnh phúc, mà sự hạnh phúc đó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ những gia đình hạnh phúc. Mà để những gia đình hạnh phúc thì con cái phải ở trong gia đình và con cái luôn thương cha mẹ và cha mẹ sẽ hy sinh cho con cái, đó mới là một gia đình hạnh phúc. Còn theo các bạn cảm thấy là chúng ta đã qua tuổi trưởng thành rồi, chúng ta muốn làm gì thì chúng ta làm, chúng ta thích làm gì chúng ta làm, thì Phương Nam Bay cũng không bao giờ cấm cản mọi người. Ok, thì cuối video này quý vị đừng gửi mắt màn hình nhé. Mình sẽ cho quý vị coi lá đơn mà bên ba đình bé Jimmy, đặc biệt ba giấy Jimmy đã tố cáo con mình. Phân tích, đừng có phân tích tào lao bác xế nha.
Phân tích như vậy là làm cho các YouTuber khác người ta cười chết. Đây, cái lá đơn mà gia đình Benjamin đã tố cáo Benjamin đã có từ lâu. Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 2 năm 2021. Đây, thông báo về việc chuyển đơn. Bây giờ cái đơn đó đã được chuyển và đã được lên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Khi Benjamin vào đã được lên báo, các YouTuber nào giúp Benjamin thì phải đưa theo luật sư nữa mới giúp được. Đừng có dùng cái lời của mình, cái nước miếng của mình để mà giúp người khác nhé. Trong giai đoạn này sẽ chứng tỏ người nào trong quá khứ sẽ nói đúng, người nào trong quá khứ sẽ nói sai. Mình nghĩ đây là một cái phản biện trí tuệ. Nói tào lao coi chừng ông giáo mời gán chịu nha. Nói trước đó, mà tôi nói với vị và các bạn, báo Công an Hồ Chí Minh là một bài báo rất là uy tín. Và cái sự việc này không phải là sự việc con thưa cha và trả thương con nữa, mà nó đã chuyển sang cái sự việc có liên quan đến pháp đình, pháp luật. Đừng ở đó mà búa mép, đừng ở đó mà khua chống khua chiên, đừng ở đó mà chứng tỏ mình là cái người mà có sức ảnh hưởng rất lớn. À, mình nói như vậy là quý vị biết ai rồi đó. Đó. À, mình nghĩ là cái tương lai của cái sự việc này không đơn giản đâu. Báo đã vào cuộc rồi, mà báo này là báo Công an Hồ Chí Minh. Ok, thì cái sự việc về bé Diễm My được lên báo Công an Hồ Chí Minh, mình đã phân tích mọi người rồi. Đó là do bé Diễm My thưa gia đình của mình. Nhưng không có bằng chứng. Bây giờ cơ quan chức năng đang triệu tập cô này lại để thu nhập những bằng chứng đó. Nếu cô ta nói đúng thì sự việc này có lợi cho cô ta. Cô ta nói sai là cô chừng bị ông giáo khỏi đầu. Do đó khi gặp cơ quan chức năng phải có luật sư đi cùng, vì luật sư là người biết luật. Luật sư sẽ hướng dẫn nói như thế nào cho nó đúng, nói như thế nào cho sai. Vấn đề bây giờ không phải là vấn đề của YouTuber đâu nha. Đừng có tào lao vô đó mà bị họa này kia rồi khóc than khổ để cho người ta cho tiền mình nha. Cái tiền đó phải cho bé Diễm My để bé Diễm My mướn luật sư, chứ không phải cái tiền đó là cái tiền dạ miệng của các ông. Các ông nói tầm bậy bị pháp luật thích còi rồi các anh lại xin tiền Mạnh Thường Quân để giúp đỡ các ông quên nha. Nói trước rồi đó. Ok, tôi mới vừa cho quý vị xem cái đơn chuyển tiếp Cục Hình sự Bộ Công an. Đó là cái đơn mà bây giờ người ta mới đưa lên báo cho mọi người biết. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tâm trạng tất cả mọi người. Bye bye. Mình sẽ làm mấy chục video clip về chuyện này. Vô bài rồi, vô bài rồi mọi người ơi. Ha ha. Chào mọi người nha. Bye bye.